Chào các bạn nha, đây là tác phẩm cover sửa hình nha các bạn. Đây mới được 60%, đã mất luôn phần nửa hình bị hư rồi nha các bạn. Mình up chung với tác phẩm cũ cho các bạn coi và so sánh nha. Anh này anh cover hết viên người luôn nha các bạn. Đây là tác phẩm phía trước ngực, vừa mới xong được phần bên đây để đè mất hình cũ. Và bây giờ ngày mai sẽ quýnh tiếp để cho hiện hơn hết cái ngực. Ngày mai sẽ làm mất luôn những hình này luôn nha các bạn. Những phần này ngày mai sẽ mất hết. Hình của ảnh là hình cũ, ảnh là nguyên cái phần bên đây. Bây giờ mất hết rồi, còn một phần chút xíu. Và hiện tại ở sau lưng ảnh cũng có một cái tác phẩm hư nửa người nha các bạn, và cũng đang sửa luôn. Anh quay lại giùm em sau lưng anh. Này, ngày mai chúng tôi sẽ vô là vô màu, sẽ mất hết nha các bạn. Anh này anh chịu đau rất giỏi nha, xăm không tê nha các bạn. Một ngày một liên tục, trước sau luôn. Mình up chung với tác phẩm cho các bạn coi và so sánh nha. Ở đây chúng tôi chuyên cover và chuyên sửa hình. Tại nào có tác phẩm không ưng ý các bạn gì tới đây đặt lịch nha các bạn. Đây gọi gồng lửa nha bạn, đấu với kỳ lân nha. Lao dưới kỳ lân luôn. Đây là địa chỉ nha các bạn. Hai thức ứng đốc phường 5 Phú Nhuận nha bạn. Anh này ốm đói quá cho nên đánh gồng lên hoài. Ai bảo dài bận quá ha. Anh quay lần trước em anh. Vừa mới xong luôn nha các bạn. Mình sẽ ấp chung với tác phẩm lúc chưa sửa cho các bạn coi và so sánh nha. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm đang sửa nha các bạn. Mình sẽ ấp chung với tác phẩm lúc chưa sửa. Chứ khi các bạn bình luận các bạn coi là hình cũ lúc chưa sửa nha các bạn. Một góc tư hơn nửa lưng của anh đó là có nguyên con gồng xương màu đen. Công trình này đang tiến hành sửa chữa nha các bạn, ra thành một tác phẩm mới hoàn toàn. Giờ mới xong được 60% nha các bạn. Đến giờ bây giờ là không còn thời gian nên chúng tôi tạm dừng. Bây giờ hoàn toàn là mất hình cũ rồi. Mất hình cũ rồi, đang hiện từ từ ở hình mới nha các bạn. Các bạn cứ coi là hình cũ lúc chưa sửa rồi các bạn sẽ thấy một góc tư ở bên đây là nguyên con gồng xương rất là to và rất là bự. Bây giờ tìm con gồng xương tìm không ra nha. Ở đây chúng tôi chuyên cover và chuyên sửa hình nha các bạn. Bạn nào có hình không ưng ý cái gì tới đây đặt lịch chúng tôi sẽ sửa. Ở đây có hai tác phẩm Bích Lân đang công trình đang sửa chữa nha các bạn. Đây cũng là một cái tác phẩm đang sửa luôn và đã mất hết hoàn toàn hình cũ rồi. Thả tay ra luôn, thả hai tay. Đây là cũng đang sửa nha các bạn. Mình sẽ up chung với tác phẩm lúc chưa sửa cho các bạn coi nha. Đây là tác phẩm đang sửa, còn này là sửa gần xong rồi nha các bạn. Còn một lần nữa tả anh chị lần đến đây nữa là xong. Ở trên học phát thôi chưa xong các bạn. Đây là những đồng nghiệp học sinh. Đây là địa chỉ nha các bạn, 32 Bản Đức, phường 5 Phú Nhuận. Đây cũng tác phẩm đang sửa luôn. Đủ lông đủ cánh phục nữa nó sẽ bay nha các bạn. Ở đây ngày nào cũng có tác phẩm bích tai bích lưng nha các bạn, còn là hình sửa không nha, tại vì chúng tôi chuyên cover và chuyên sửa hình. Chào tất cả mọi người nha, hiện tại thầy mình đang cover một tác phẩm phun ngực cho một chú hết voi luôn nha các bạn. Sau lưng thầy mình là địa chỉ của tiệm luôn nha mọi người. Chúc cả các bạn đang xem livestream của thầy mình có một buổi chiều vui vẻ luôn nha. Chào Tăng Quỳnh nha. Chào Trần Tiến Dũng nha, chào tất cả mọi người đang xem livestream của nha các bạn ơi. Đây là Facebook mới của thầy mình, nếu mà yêu thích những tác phẩm của thầy, mấy bạn có thể chia sẻ livestream này để cho anh chị em bạn bè người thân cùng xem livestream cho vui luôn nha các bạn.
Lê Tấn Giàu chào chú. Chào Lê Tấn Giàu nha bạn ơi. Chào Thoại Nghiêm luôn nha. Chào Trung Bảo, chào Minh Nguyễn nha. T-Mac chào chú Đạt. Chào T-Mac nha bạn, chào tất cả mọi người đang xem livestream nha bạn ơi. Chúc tất cả mọi người đang xem livestream của thầy mình có một buổi chiều vui vẻ nha mọi người. Chào Văn Vũ nha. Đây là Facebook mới của thầy mình, nếu mà yêu thích những tác phẩm của thầy, mấy bạn có thể chia sẻ livestream này để cho anh chị em bạn bè người thân cùng vô xem livestream cho vui luôn nha các bạn. Xin đến thầy mình là địa chỉ của tiệm luôn nha mọi người. Xin chào Nguyễn Lùng nha, xin chào Thịnh Tấn luôn nha. Chào đi rất rối nha. Thối đời chào chú. Chào thối đời luôn nha bạn ơi. Đây là Facebook mới của thầy mình, nếu ai yêu thích thầy, yêu thích những tác phẩm của thầy, mấy bạn có thể chia sẻ livestream này để cho anh chị em bạn bè người thân cùng như xem livestream cho vui luôn nha các bạn. Tìm đi các bạn ơi. Hoàng Nguyễn chào chú. Chào Hoàng Nguyễn luôn nha. Lợi Hại chào thầy. Thối đời chúc chú và toàn thể anh em có một buổi tối vui vẻ. Đức Sơ Bên chào chú. Chào Đức Sơ Bên nha bạn. Xin chào tất cả mọi người nha, cảm ơn các bạn đã hát tim với thầy của mình luôn nha mọi người. Chúc tất cả mọi người đang xem livestream của thầy mình có một buổi chiều vui vẻ luôn nha các bạn ơi. Đây là Facebook mới của thầy mình, nếu ai thích thầy, thích những tác phẩm của thầy, mấy bạn có thể chia sẻ livestream mình để cho anh chị em bạn bè người thân cùng như xem livestream cho vui luôn nha các bạn. Nguyễn Nhẫn Nại chào chú. Chào Nguyễn Nhẫn Nại luôn nha. Thôi chuẩn bị ngưng rồi, 1111. Nhìn hình khách tôi khứa ngoài anh chị. Tê đủ rồi. Làm gì? Không cho tao nghỉ ngơi mày. Chào Sơn Đỗ, chào Võ Hồng Ngọc nha. Xin chào tất cả mọi người đi xem livestream của nha các bạn ơi. Hiện tại thầy mình đang cover một tác phẩm hơi đen nét phun ngực cho một chú hot boy luôn nha mọi người. Xong phun ngực thì sẽ tới phun lưng luôn nha các bạn. Chào Công Trần nha. Chào Hoàng Danh nha.
Lộc Lém Lĩnh. Em chào anh Đạt, chúc anh Đạt và anh em học viên có một buổi chiều vui vẻ. Chào Hưng Thịnh luôn nha, chào anh Lộc Lém Lĩnh luôn nha, chào Phước Quỳnh luôn nha. Nếu ai yêu thích thầy mình, yêu thích những tác phẩm của thầy, mấy bạn có thể chia sẻ livestream này để cho anh chị em, bạn bè, người thân cùng nhau xem livestream cho vui luôn nha các bạn. Tìm đi mấy bạn ơi. Chào Bùi Khánh Duy nha. Xin chào tất cả mọi người đang xem livestream của thầy mình luôn nha các bạn ơi. Chúc tất cả các bạn đang xem livestream của thầy mình có một buổi chiều vui vẻ luôn nha. Đại thầy mình đang cover tác phẩm hơi đen nét full ngực cho một chú hot boy luôn nha các bạn. Chú ấy rất là mạnh mẽ luôn nha. Nào liền, tới đúng. Đúng ép. Chào tất cả mọi người nha, chúc tất cả các bạn đang xem livestream của buổi chiều dễ luôn nha mọi người.